Thống nhất đất nước, 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thành lập dọc theo chiều dài Tổ quốc để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. Trong chương trình quý vị đang theo dõi, 6 cá nhân tình nguyện nhất được tuyển chọn từ các quân khu sẽ cùng nhau tụ họp về một địa điểm để tranh tài. Mục tiêu cuối cùng là để tìm ra quân khu số 1.